Quái lạ, sao hôm nay vắng vẻ thế nhở? Mọi hôm tầm này cũng phải được mấy quốc khách rồi. Chẳng lẽ hôm nay móm mà? Đây rồi, khách sộp, khách sộp. Anh ơi, anh đi xe ôm không ạ? Em lấy rẻ lắm. Ôm cái mà cha mày à? Cút đi cho khuất mắt tao. Ô anh ơi, anh không đi thì thôi, sao lại chửi tôi như thế? Mày có biết mày đang đứng trên đất nhà ai không? Đây là vỉa hè đất nhà nước mà anh. Mắt mày mù mà không thấy cổng nhà tao kia. Ô, nhưng mà tôi có đứng giữa cổng đâu, tôi đứng ở góc này mà. Ở đâu cũng thế thôi, mày cút đi, không đừng trách tao ác. Thôi được rồi, anh không cần phải đuổi. Đằng nào tôi đứng ở đây cũng không có khách, tôi đi là được chứ gì. Mới sáng sớm ra gặp ngay thằng dở, bực hết cả mình. Sao trên đời lại có loại người hách dịch thế nhở? Đã thế, ông mày đếch đi đó. Cắn cái gì? Tiền mày để đâu? Đưa đây cho tao. Tôi làm gì có tiền mà đưa cho anh. Quái lạ, tiếng gì thế nhở? Không lẽ người trong nhà này đang đánh nhau à? Mà cũng phải thôi, cái tên kia xấu tính thế cơ mà. Có ai không? Cứu tôi với. Thôi chết rồi, lỡ bọn họ đánh nhau xảy ra án mạng thì sao? Không ổn rồi, mình phải làm người nhiều chuyện một lần thôi. Chó này, mày có đưa tiền cho bố mà không thì bảo. Này anh kia, anh làm gì đấy? Bỏ cô ra. Cô có làm sao không? Anh cứu tôi với. Thằng chó này, lại là mày à? Ai cho mày vào đây? Anh làm như vậy, lỡ cô ấy chết thì sao? Nó chết thì liên quan gì đến mày? Cút đi, không đừng trách tao. Có tôi ở đây, anh đừng hòng động đến cô ấy. Thằng khố rách áo ôm này, mày thích làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Đã thế tao cho mày chết. Đụ chó chúng mày, cứ đợi đấy, chưa xong đâu. Cô ổn chứ? Cảm ơn anh, tôi không sao. Hắn ta là gì của cô vậy? Sao khốn nạn thế? Anh ta là người yêu của tôi. Hả? Yêu á? Yêu nhau kiểu gì mà hắn ta lại bóp cổ cô? Anh ta xin tiền của tôi, nhưng mà tôi không cho, thế là anh ta làm như vậy đó. Cái tên khốn nạn này sao hèn hạ thế nhở? Tôi mà gặp lại hắn ta, tôi sẽ tẩn cho hắn ta một trận nữa. Cảm ơn anh vì đã cứu tôi. Nếu như không có anh thì chắc là bây giờ tôi đang nằm bất động ở đây rồi. Không có gì đâu, giúp người là việc nên làm mà. À, mời anh ngồi, để tôi vào lấy nước. À, thôi không cần đâu, cô ổn rồi thì tôi đi đây. À, anh từ từ đã, tôi còn chưa đền ơn cho anh mà. Thì cô vừa cảm ơn tôi rồi còn gì. À, tôi muốn cảm ơn một cách thiết thực hơn. Cô không cần khách sáo đâu, tôi cứu người không mong trả ơn. Mà thôi, tôi đi đây, tôi còn nhiều việc phải làm lắm. À, vâng, vậy để tôi tiễn anh. Khách sáo quá, không cần đâu. Cô cứ nghỉ ngơi đi, tôi tự về được mà. Vậy phiền anh nhé. Chào cô nhé. Chào anh. Mời vào. Chủ tịch ạ. Dạ, em đã chuyển lời tới anh ta rồi, nhưng mà anh ta vẫn không chịu đi ạ. Cứ kệ anh ta đi, anh ta chờ chán rồi sẽ đi thôi. Dạ, nhưng mà em lo cho sự an toàn của chủ tịch ạ. Lỡ như anh ta lại tấn công chủ tịch thì sao ạ? Cô không phải lo đâu, tôi đã có sự chuẩn bị rồi. Hắn ta sẽ không làm gì được tôi nữa đâu. Có chuyện này không biết em có nên nói với chủ tịch không ạ? Cô cứ nói đi. Em nghĩ là chủ tịch nên mạnh tay với anh ta đi ạ. Chủ tịch đừng có nhân nhượng như thế, anh ta sẽ được nước lấn tới đấy ạ. Cảm ơn cô đã góp ý, tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề này. Cô về làm việc đi. Dạ vâng ạ, em xin phép. Nhiên! Sao anh ta lại đến đây? Lên xe đi. Mẹ kiếp thằng chó này. Tao không xử mày, tao không phải làm người. Chúng mày đang ở đâu đây? Này, sao anh biết là hắn ta theo dõi tôi mà anh đến giúp tôi vậy? Trùng hợp thôi. Tôi đang chở khách ở gần đó thì thấy hắn ta cứ loanh quanh trước cửa tập đoàn của cô. Tôi đoán là hắn ta có âm mưu xấu nên đứng đó chờ xem thế nào. Ai ngờ đúng như tôi dự đoán, cô vừa ra ngoài một cái, hắn ta đã lao đến luôn rồi. Cảm ơn anh nhá. Anh lại giúp tôi thêm một lần nữa rồi. Tôi không biết báo đáp với anh như thế nào đây. Tôi nói rồi mà, tôi không cần báo đáp gì cả. À, mà anh định đưa tôi đi đâu đấy? À, ừ nhờ, tôi quên mất. Mà cô đi đâu? Tôi đưa cô đi. Tôi chỉ lấy tiền xăng thôi. Ở gần đây có một công viên. Anh đưa tôi ra đó nhé. Ra công viên á? Ừ, tôi muốn đi dạo một lát. À, tôi biết rồi. Đi nhé. Lâu lắm rồi tôi mới được ra đây hít thở không khí trong lành như thế này. Tất cả là nhờ có anh đấy. Cô cứ làm như tôi là thần thánh không bằng ấy. Tôi chỉ là xe ôm đưa cô đi thôi mà. À, anh làm nghề này lâu chưa? Tôi cũng mới làm thôi. Thế trước đây anh làm gì? Trước đây tôi làm công nhân ở quê. Nhưng mà giờ kinh tế khó khăn quá, công ty ít việc nên tôi lên thành phố chạy xe ôm. À, thì ra là vậy. Ở quê đúng là vất vả thật. Hóa ra chúng mày ở đây à? Chúng mày làm ra tìm hơi mệt đấy. Sao anh cứ bám lấy tôi mãi thế? Tôi đã nói là chúng ta chia tay rồi cơ mà. Mày muốn tao không làm phiền nữa thì nôn tiền ra đây. Anh đừng hòng lấy được tiền của tôi. Tôi sẽ không đưa cho anh 1.000 nào nữa đâu. Thế thì chúng mày đừng trách tao ác. Anh mau chạy đi, cứ kệ tôi. Cô yên tâm đi, bọn chúng không làm gì được tôi đâu. Không làm gì được á? Hai thằng mày chơi đó. Chúng mày đúng là một lũ ăn hại. Mau đánh chết nó cho tao. Anh ơi, thằng này nó giỏi võ lắm. Đánh có một chưởng thôi mà em sái hết tay rồi. Bọn em không đánh lại được nó đâu. Nuôi chúng mày đúng là tốn cơm mà. Anh chửi bọn họ làm gì? Anh có muốn thử sức không? Chúng mày cứ đợi đấy, chưa xong đâu. Anh có bị làm sao không đấy? Cô cũng thấy rồi đấy. Bọn họ có làm gì được tôi đâu. Sao anh giỏi võ thế? Ngày xưa ấy, tôi từng là thầy dạy võ ở quê đấy. Thế sao bây giờ anh lại không dạy tiếp? Tôi cũng muốn chứ. Thế nhưng mà bây giờ bọn trẻ con không thích võ vẽ nữa rồi. Chúng nó chỉ thích chơi game thôi. Ừ, anh nói cũng phải. Mà cái tên người yêu của cô ấy, mặt dày thật đấy. Đã nói đến như thế rồi mà vẫn bám lấy cô. Tôi mà biết anh ta khốn nạn như vậy thì trước đây tôi cũng không đồng ý yêu anh ta đâu. Không sao, bây giờ vẫn chưa muộn. Cô và hắn ta đã kết hôn đâu mà lo. Bây giờ nhá, cô chỉ cần tìm cách làm cho hắn ta sợ cô thì tôi chắc chắn hắn ta sẽ không dám đến làm phiền cô nữa đâu. Tôi đã nghĩ ra cách khiến cho hắn ta sợ tôi rồi. Cách gì đấy? Anh làm vệ sĩ cho tôi đi. Hả? Vệ sĩ á? Ừ. Không được, tôi còn phải chạy xe ôm kiếm tiền nữa. Thì anh là vệ sĩ cho tôi, đương nhiên là tôi sẽ trả lương cho anh. Chứ tôi đâu có bảo anh làm miễn phí cho tôi đâu mà anh lo. Cũng được nhở. Thế nhưng mà tôi sẽ trả lương gấp 3 lần so với thu nhập anh chạy xe ôm. Uầy, cô giàu thế cơ? Cũng tương đối đấy. Sao cô lại hẹn tôi ra đây? Anh biết tôi là thư ký của Chủ tịch Nhiên đúng không? Có, tôi có biết. Tôi nghe Chủ tịch Nhiên nói, bắt đầu từ ngày mai, anh làm vệ sĩ cho cô ấy đúng không? Dạ vâng, đúng ạ. Anh Dương này, anh có thích tiền không? Nhưng mà sao tự nhiên cô lại hỏi chuyện này? Anh cứ trả lời tôi đi đã. Tiền thì ai mà không thích ạ. Đó cũng chính là lý do tôi bỏ xe ôm để về làm vệ sĩ cho cô ấy ạ. Vậy anh có muốn kiếm nhiều tiền hơn nữa không? Tất nhiên là có rồi ạ. Vậy thì tốt. Số tiền này gấp đôi lương mà anh làm vệ sĩ cho cô ấy. Tôi cho anh đấy. Nhưng mà sao tự nhiên lại cho tôi ạ? Tôi muốn hợp tác với anh. Chỉ cần anh đồng ý, mỗi một tháng tôi sẽ đưa cho anh từng này tiền. Thế nhưng mà cứ muốn hợp tác với tôi về chuyện gì cơ? Từ ngày mai anh bắt đầu làm vệ sĩ cho Chủ tịch Nhiên. Tôi chỉ cần anh báo cáo lại tất cả những việc làm của chị ta cho tôi là được rồi. À, sao lại thế ạ? Cô là thư ký của Chủ tịch Nhiên cơ mà. Hay cô còn là ai khác ạ? Tôi là ai không có quan trọng. Quan trọng là nếu như anh đồng ý hợp tác với tôi thì anh sẽ kiếm được rất nhiều tiền đấy. À, xin lỗi nhá, tôi không hợp tác được. Tại sao? Anh chơi ít à? Không phải. Số tiền này rất lớn, thế nhưng mà tôi không thể đồng ý được. Tôi là vệ sĩ của Chủ tịch Nhiên thì tôi phải toàn tâm toàn ý bảo vệ cô ấy. Nếu tôi bán thông tin của cô ấy cho cô thì có nghĩa tôi là kẻ phản bội. Mà trên đời này tôi ghét nhất là kẻ phản bội. Vậy anh không sợ tôi cho người trừ khử anh à? Có chứ. Tất nhiên là tôi sợ rồi. Nhưng mà cái chết không đáng sợ bằng việc đầu hàng chính mình để làm kẻ phản bội đâu. Vì vậy cho nên tôi sẽ không hợp tác với cô. Sao rồi? Cô hài lòng về vệ sĩ mới của tôi rồi chứ? Chúc mừng Chủ tịch, đã tìm được một anh vệ sĩ rất tốt ạ. Vậy là sao ạ? Xin lỗi anh, thư ký của tôi không tin tưởng anh cho lắm, cho nên tôi mới phải bày ra trò này. Anh thông cảm nhé. À, tôi hiểu rồi. Nhìn mặt tôi không thấy uy tín hay sao mà phải bày ra trò này? Tôi xin lỗi anh. Tôi cũng chỉ vì lo cho sự an toàn của Chủ tịch nên mới phải làm như vậy. Anh thông cảm. Đùa thôi, tôi không trách cô đâu. Qua sự việc này cũng chứng tỏ cô là một thư ký rất có tâm và tận tụy với Chủ tịch Nhiên. Cảm ơn anh. Cảm ơn hai người. Tôi thật may mắn khi có những cộng sự như hai người. Không ngờ là anh nấu ăn ngon thật đấy. Đây chỉ là mấy món bình dân thôi. Tôi còn biết nấu rất nhiều món ngon nữa. Thật á? Vậy sau này anh nấu dần cho tôi ăn nhá. Chuyện nhỏ. Kể ra tôi cũng may mắn thật đấy. Thuê được một anh vệ sĩ vừa giỏi võ, vừa trung thành, lại còn nấu ăn ngon. Và đặc biệt là rất hiểu ý tôi nữa. Vậy thì tôi cũng cảm thấy mình thật may mắn khi có được một cô chủ vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, và đặc biệt rất tốt với tôi nữa. Thế có nghĩa là chúng ta rất có duyên với nhau đấy. Đúng vậy. Phải có duyên thì tôi mới được ngồi đây ăn cơm cùng cô như thế này chứ. Vậy thì anh phải ăn nhiều vào đấy. Cô cũng vậy nhá. À, cô ăn thử miếng sườn đi. Cảm ơn anh. Sao hai tên này lại ở đây nhỉ? Mà chỗ này gần nhà Nhiên. Liệu có khi nào... Thôi chết rồi. Có một thời gian không gặp mà mày thay đổi nhiều nhỉ? Gặp tao không biết sợ nữa à? Kể ra thì trước đây tôi ngu thật đấy. Một con ruồi như anh mà lại phải khiến tôi sợ hãi như thế. Con chó này, mày bảo ai là ruồi? Tôi đã cho anh cơ hội để anh thay đổi rồi. Anh không biết nắm bắt thì đừng có trách tôi đấy. Mày nghĩ tao sợ à? Thằng Nam này chỉ cần tiền thôi. Mày không nôn tiền ra, đừng trách tao ác. Tiền tôi để trong phòng ấy, đi vào mà lấy. Mày dám lừa tao à? Đã thế, tao xử mày trước rồi tao lấy tiền. Anh đừng có mà manh động. Vệ sĩ của tôi sẽ đến ngay bây giờ đấy. Hôm nay là ngày nghỉ, nó không rảnh mà đến cứu mày đâu. Ai bảo là tôi không đến? Hắn ta và đàn em đã bị công an bắt rồi. Từ nay sẽ không có ai dám tới làm phiền cô nữa đâu. Cảm ơn anh. Sao lần nào tôi nguy hiểm anh cũng xuất hiện kịp lúc thế? Vì tôi là vệ sĩ của cô mà. Vậy anh có muốn làm vệ sĩ cho tôi mãi mãi không? Cái này còn phải tùy thuộc vào cô nữa. Để xem cô có chịu nổi tính của tôi không đã. Sao vậy? Anh khó tính lắm à? Ừ, cũng tương đối đấy. Sao tôi không nhận ra điều đó nhỉ? Có thể là do chúng ta mới quen nhau, hoặc cũng có thể là chúng ta quá hợp nhau, nên tất cả những cái khó tính của tôi đều trở nên dễ tính hết. Ý anh là... Là trước đây chúng ta có duyên, còn giờ là có phận với nhau. Nhiên, cho anh làm vệ sĩ cả đời của em nhé. Anh muốn được chăm sóc, che chở cho em theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Có được không? Còn bây giờ em nghĩ là anh nên đưa em đi dạo, bán chiếc xe máy của anh. Tưởng gì, chuyện nhỏ. Anh từng là xe ôm mà. Anh, mày làm cái gì mà trông lúc nào cũng hấp tấp thế à? Dạo này nhiều thằng trốn nợ nên là bận quá anh ạ. Anh gọi em ra đây làm gì ấy? Đang chán, gọi mày ra uống nước cho đỡ buồn thôi. Anh nói thế nào ấy? Địa vị thì cao quý, tiền bạc dư thừa, thế nào mà anh lại buồn? Mày thì hiểu cái gì? Nhìn anh mày bề ngoài thế thôi, chứ thực ra suốt ngày bị con em họ là kèm cặp, làm gì có chút tự do nào. Kể cũng phải, nhưng mà biết làm sao được, người ta là chủ tịch tập đoàn ABA cơ mà. Nhưng tao là anh họ nó cũng phải cho tao chút mặt mũi chứ. Đằng này thì hở ra là vặn vẹo, kỷ luật, ý kiến đưa ra thì lại bị bác bỏ. Nghĩ mà bực. Nghĩ cũng phải, nhưng căn bản chủ tịch Nhiên, con bé Nhiên nó cũng giỏi quá cơ, gặp ai người ta cũng bảo thế. Anh không có đất diễn cũng đúng. Mày là anh em của tao, sao suốt ngày ca ngợi nó vậy? Thôi được rồi, dạo này em mới thu thập được đám đàn em trung thành lắm. Anh có cần em bảo có qua đập cho con bé kia một trận không? Mày nói gì cơ? Anh cứ bình tĩnh, mình dọa nó tí thôi. Em nghe đó, con bé nó tự cao tự đại, tính tình thì lại quái dị, đi ra ngoài toàn đi một mình. Xử lý nó chắc cũng không khó đâu anh nhỉ. Mày điên à? Để nó mà biết, nó nhét cả lũ vào tù đấy. Anh không phải lo xa, mình đánh nhẹ, dọa nó tí thôi. Mà dù có chuyện gì xảy ra, mấy thằng đệ của em nó không khai ra anh em mình đâu. Cùng lắm chúng nó vào tù, mình ở ngoài nuôi gia đình, chu cấp cho chúng nó là được. Mày nói thật à? Anh cứ như thế bảo sao nó không xem thường anh. Mày để mồm đi chơi hơi xa rồi đấy. Em xin lỗi, tính em nó thật thà nó thế. Thôi được rồi, đằng nào thì nó cũng ngứa mắt tao quá rồi. Mày muốn làm gì thì làm đi, nhớ là đừng để liên lụy đến tao. Anh yên tâm. Nhiên, em có làm sao không? Anh cũng thấy rồi đấy, em không sao. Nếu như mà đã sao thì em ở trong bệnh viện rồi, chứ sao ngồi đây được. Thế thì may quá, anh đang đi thị sát thì nghe được tin dữ nên vội chạy về đây ngay. Cũng may là em không sao. Nói như vậy là anh lại đang bỏ dở công việc à? Thì chẳng phải anh lo cho em à? Lo cái gì? Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, công việc lúc nào cũng phải đặt trên hàng đầu. Anh cứ hở ra là bỏ bê công việc như vậy, làm sao mà em yên tâm được? Anh hiểu rồi. Anh đi về làm việc tiếp đi, chẳng ra làm sao cả. Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Anh còn quay lại. Chủ tịch, là tôi ạ. Có chuyện gì vậy? Chủ tịch không sao chứ ạ? Tôi không sao. Việc tôi giao cho chị làm xong chưa? Xong rồi ạ. Chủ tịch có cần tôi điều tra xem ai là thủ phạm đằng sau vụ này không ạ? Đoạn đường đó nhiều tệ nạn, chắc là mấy kẻ nghiện thiếu thuốc nên hành hung cướp giật thôi. Vâng, chủ tịch có bị mất gì không ạ? Tôi mất ít tiền với giấy tờ thôi, lát tôi cho người làm lại. Công việc mới là quan trọng, tạm gác chuyện này sang một bên đi. Em xin lỗi ạ, em không cố ý. Em xin phép. Này thằng kia, Đứng lại ta bảo. Em xin lỗi giám đốc ạ. Thật sự em không cố ý đâu ạ. Mày biết tao à? Em làm ở công trường bên kia ạ. Vậy thì tốt rồi. Giám đốc có gì căn dặn à? Không cần phải sợ. Mày đi theo tao, tao có việc nhẹ lương cao cho mày. Có chuyện tốt như vậy thật à? Đi. Mời vào. Giám đốc Hiếu, có chuyện gì vậy ạ? Tôi mang đến cho cô một bất ngờ đây. Bất ngờ? Bất ngờ gì vậy? Bà đi. Giám đốc Hiếu, đây là ai thế ạ? Sau vụ việc lần trước, tôi nghe nói là cô đang tìm vệ sĩ để bảo vệ cho Chủ tịch Nhiên, nên tiến cử cậu trai trẻ này. Tôi vừa gọi cho công ty vệ sĩ rồi. Bọn đó làm công ăn lương thì trách nhiệm làm sao mà cao được. Cậu này thì xuất thân bộ đội đặc công, vì hoàn cảnh gia đình nên mới phải bỏ dở. Về sức khỏe, kỷ luật cũng như lòng trung thành, không có gì để mà chê cả. Vâng, anh đã tiến cử thì chắc là không tệ rồi. Để tôi cân nhắc ạ. Tôi là anh họ của Chủ tịch Nhiên, đương nhiên là phải lo cho Nhiên hơn cô rồi. Cô yên tâm đi. Tôi muốn đi thị sát một vòng. Nếu như anh mệt thì ra quán nước đằng kia ngồi nghỉ đi. Thôi, tôi rất thạo khu này, để tôi đưa cô đi. Không lẽ anh từng xuống đây rồi à? Tôi làm phụ hồ trong này mấy năm rồi mà. Anh nói cái gì cơ? À không, ý của tôi là trước đây tôi có quen một người bạn làm phụ hồ ở trong này, nên tôi vào đây rồi. Bộ đội đặc công như anh mà lại có bạn làm phụ hồ à? Thì phụ hồ cũng là một nghề chân chính, đúng không ạ? Mời Chủ tịch ạ. Tại sao anh lại quen anh họ của tôi vậy? Ý tôi là giám đốc Hiếu ấy. Thì tôi đến thăm một người bạn của tôi, nên tình cờ gặp anh ấy thôi ạ. Được rồi, bây giờ anh làm cho tôi. Có khó khăn gì thì cứ nói với tôi, giúp được nhất định tôi sẽ giúp. Dạ vâng, cảm ơn Chủ tịch ạ. Anh sao vậy? Dạ, không có gì ạ. Để tôi dẫn đường cho Chủ tịch. Đi hướng này. Anh ạ. Sao rồi ông Cẫy? Làm vệ sĩ cái trông ngoài hẳn lên đấy nhở? Tất cả là nhờ anh. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Việc tôi giao cho cậu, cậu làm đến đâu rồi? Em đã dẫn Chủ tịch Nhiên đi một vòng theo đúng lộ trình anh bảo. Cô ấy cảm thấy rất hài lòng anh ạ. Làm tốt lắm. Em thấy Chủ tịch Nhiên là người tốt bụng, làm việc rất có trách nhiệm, đâu có xấu như anh nói đâu ạ. Cậu đang làm việc cho ai? Dạ, em chỉ tò mò chút thôi ạ. Tò mò không tốt đâu. Cậu nên nhớ rõ thân phận của mình, đừng lo chuyện bao đồng, không tốt cho sức khỏe của cậu đâu. Dạ vâng ạ. Mà anh ơi, Chủ tịch Nhiên bảo là sang tuần sẽ đi khảo sát nốt khu C đấy ạ. Cái gì cơ? Khu C á? Dạ vâng, Chủ tịch Nhiên nói với em thế mà. Không sai được đâu anh ạ. Không được rồi. Khu C nhiều lỗi gấp mấy lần khu A. Nếu mà để nó xuống thì việc này to tội rồi. Giám đốc Hiếu, nếu anh cứ tiếp tục tham rẻ, thuê mấy cái tổ thi công kém đấy, thì sẽ còn nhiều lỗi hơn nữa đấy ạ. Cái thằng phụ hồ như mày thì biết cái gì mà nói. Mày nên nhớ, nhờ ai mới có mày của ngày hôm nay. Đừng có ăn cây táo rào cây sung. Nếu không tao... Em hiểu rồi ạ. Mày về đi, đợi chỉ thị của tao. Dạ vâng, em xin phép. Anh làm gì vậy? Trách nhiệm của tôi thôi ạ. Anh không cần phải vất vả như thế đâu. Cứ vào nhà nghỉ ngơi đi. Tôi không dám ạ. Hôm nay cô giúp việc nhà tôi bận buổi trưa, tôi ăn cơm một mình cũng buồn. Anh cứ đi vào đi, ăn cơm cùng tôi luôn. Như vậy không hay đâu ạ. Tôi thấy anh cũng đâu đến nỗi nào. Tại sao lại cổ hủ như vậy? Đi vào đi. Nhưng mà... Tôi là cấp trên của anh. Tôi ra lệnh cho anh vào. Đi vào đi. Cảm ơn chủ tịch ạ. Chủ tịch ạ. Ừ. Ngồi đi. Anh ra ngoài chút đi. Tôi có chuyện muốn trao đổi riêng với chủ tịch. Không cần đâu. Anh cứ ngồi đi. Chủ tịch, nhưng mà... Để tôi ra ngoài cũng được hả? Có chuyện gì mà sao trông chị căng thẳng vậy? Chủ tịch xem qua đi ạ. Đây là bản báo cáo kỹ thuật khu đô thị mới mà giám đốc kỹ thuật mới gửi về sáng nay ạ. Chủ tịch thấy sao ạ? Tôi đã đi khảo sát khu A một lần. Nhưng mà tại sao tôi thấy nó không giống những gì trong bản báo cáo này nhỉ? Chủ tịch, giám đốc Hoàng xưa nay đối với công việc rất có trách nhiệm. Vì vậy tôi nghĩ trong chuyện này hẳn là có vấn đề ạ. Nói như chị thì giám đốc Hiếu đang có vấn đề rồi. Anh Hiếu dù sao cũng là anh họ của chủ tịch, lại là người nắm giữ khá nhiều cổ phần trong tập đoàn. Cho nên tôi không dám tùy tiện nhận xét ạ. Chẳng qua gần đây tôi cảm thấy anh ấy có một chút gì đó không được bình thường, nên tôi muốn trao đổi riêng với chủ tịch thôi ạ. Chị đang muốn nói đến chuyện vệ sĩ của tôi à? Thật ra tôi thấy anh Dương đúng là có chút kỳ lạ, nhưng cũng không hẳn là người xấu. Thế này đi, chị giúp tôi điều tra kỹ lý lịch của anh ấy. Dạ vâng, tôi sẽ làm ngay ạ. Chủ tịch, thế còn bản báo cáo này thì sao ạ? Để đầu tuần tôi đi thị sát khu C, rồi tiện thể đối chiếu xem sao. Dạ vâng, vậy chủ tịch cầm về nghiên cứu thêm, tôi xin phép ạ. Mày không cần sợ. Đây là thằng em xã hội của tao. Nó đang quản lý mấy khu chợ gần đây. Chỉ cần mày không làm gì trái ý tao thì tao đảm bảo sẽ không có gì xảy ra với mày đâu. Vâng ạ. Nhìn thằng này hèn lắm, thế mà chủ tịch Nhiên cho nó làm vệ sĩ. Thảo nào bị anh qua mặt suốt mà không biết. Mày cho mồm đi chơi hơi xa rồi đấy. Em xin lỗi. Anh gọi em ra đây có việc gì không ạ? Ngày mai chủ tịch sẽ xuống thị sát khu C đúng không? Vâng ạ. Em nghe nói là như vậy. Được. Tao không cần biết mày làm bằng cách nào, nhưng nhất định phải giữ chân cô ta lại, không cho cô ta xuống thị sát, hiểu chưa? Anh ơi, em chỉ là vệ sĩ nhỏ nhoi, sao có thể ngăn cản được chủ tịch ạ? Vệ sĩ nhỏ nhoi à? Tao thấy cô ta rất quan tâm đến mày đấy, còn cho ăn chung, ngồi chung, ở chung nữa. Xưa nay chưa có ai được đãi ngộ tốt như vậy đâu. Thế nhưng mà em... Mày làm rồi không để bố mày làm. Nào, đợi giải quyết xong chuyện này, tao sẽ trả tự do cho mày, cộng thêm một số tiền lớn. Đến lúc đấy mày muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi, chơi gì thì chơi. Không ai ép được gì mày cả. Cố lên nhá. Em hiểu rồi ạ. Hôm nay anh bị sao đấy? Cứ nhấp nha nhấp nhổm ra. Không hiểu sáng nay tôi ăn phải cái gì hay sao ấy, cưa mỉ đau bụng thôi. Thế anh có cần về nghỉ ngơi không? Tôi đưa anh về. Tôi không cần đâu. Đi. Hóa ra ông này theo dõi mình cả. Làm thế nào bây giờ? Anh Dương, anh làm sao đấy? Tự nhiên nó đau quặn lên, tôi đau quá. Anh bình tĩnh, để tôi gọi người đưa anh đi viện. Anh thấy đỡ hơn chưa? Hay là chúng ta đi bệnh viện lớn kiểm tra nhé? Không cần đâu ạ. Tôi cũng đỡ rồi. Thưa chủ tịch, có việc gì vậy ạ? Không sao đâu. Anh Dương bị đau bụng. Tôi ở cùng anh ấy từ trưa. Tôi muốn gọi chị đến đây để hỏi xem tình hình tập đoàn như thế nào thôi. Dạ vâng, mọi việc đều ổn ạ. Thưa chủ tịch, có đối tác bên tập đoàn BJ mới qua. Họ đang tham quan tập đoàn. Nếu chủ tịch về được thì tốt ạ. Tôi cũng đỡ nhiều rồi. Nếu chủ tịch bận thì cứ đi đi ạ. Anh cứ nằm đi, không cần phải gấp đâu. Chủ tịch đã nói vậy thì anh cứ nghỉ ngơi đi. Thưa chủ tịch, vậy là cô vẫn chưa đi thị sát ở khu C đúng không ạ? Thôi bỏ đi. Bây giờ chúng ta về tập đoàn để tiếp đón đại diện bên PJ đã. Vâng, thưa chủ tịch ạ. Anh cứ nghỉ ngơi đi. Mọi chi phí tập đoàn sẽ trả. Anh không cần phải lo đâu. Dạ, cảm ơn chủ tịch ạ. Có gì thì gọi cho tôi nhé. Tôi hiểu rồi. Chúng ta đi. Mình đúng là khốn nạn. Chủ tịch đối với mình tốt như vậy, mình lại đi bắt tay với người khác, lừa dối cô ấy. Giám đốc Hiếu, đây sẽ là lần cuối cùng tôi cấp thêm vốn cho anh. Nếu như dự án khu đô thị mới vẫn tiếp tục xảy ra lỗi thì tôi nghĩ chức giám đốc thi công của anh cũng không cần giữ để làm gì cả. Em họ này, chúng ta là anh em họ thật. Nhưng mà đây là đang trong giờ làm việc. Tôi hy vọng là anh xưng hô cho đúng đắn. Vâng, chủ tịch yên tâm. Lần cấp vốn này sẽ là lần cuối cùng. Tôi đảm bảo sang năm sẽ hoàn thành đúng tiến độ để bàn giao nhà cho những khách hàng đã đặt cọc trước. Vậy thì tốt. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ đi thị sát cả 4 khu. Nếu như mà tôi vẫn thấy lỗi thì anh hiểu rồi đấy. Chủ tịch nói gì cơ ạ? Anh sao thế? Chỉ là đi thị sát thôi mà. Có cần phải căng thẳng như vậy không? Vâng, không có vấn đề gì ạ. Anh có thể về làm việc được rồi. Vâng, vậy tôi xin phép. Chủ tịch, cô định đi thị sát thật ạ? Chị nghĩ giám đốc Hiếu có đáng tin không? Chuyện này tôi không dám nói bừa ạ. Tôi hiểu chị suy nghĩ gì. Tôi cũng biết là anh ta ăn chơi sa đọa, không tập trung vào công việc. Nhưng mà dù sao, anh ta cũng là anh họ của tôi. Vâng. Chuyện chủ tịch giao cho tôi hôm trước, tôi đã làm xong rồi đấy ạ. Anh Hiếu, ngồi đi. Em nghe nói anh sắp xin được vốn đầu tư rồi mà. Sao vẫn trầm tư đấy? Mày cũng nhanh nhạy phết nhỉ. Ông Vinh Cấu gọi cho em suốt đấy. Cuối tuần này mà anh không trả tiền cho ông ấy là ông ấy lôi em ra xử đấy. Yên tâm, tao không để mày liên lụy đâu. Em biết mà, em cũng có giục anh đâu. Thế nhưng mà sao nhìn anh tâm trạng thế? Thế thì căng đấy anh ạ. Thế mới nói. Đúng rồi, em có cách này, vẹn cả đôi đường đấy. Mày mà cũng có cách á? Anh đừng xem thường em. Em quản lý mấy khu chợ ở đây, mọi thông tin em nắm hết đấy. Cách gì? Mày nói thử tao xem. Mày bị điên à? Liều thì ăn nhiều. Chẳng nhẽ anh không muốn có tập đoàn ABA ở trong tay à? Các anh định làm gì? Mày, đi theo bọn tao. Các anh là ai? Tại sao tôi phải đi theo các anh? Vì cô không còn lựa chọn nào nữa đâu. Hóa ra là anh à? Anh cũng không muốn thế đâu. Nhưng mà cô ép anh nhiều quá. Anh không còn đường lui nữa. Xem ra những điều thư ký Tuyết nói là đúng. Bây giờ anh muốn cái gì? Cô theo anh qua đây, ký vào bản di chúc nhường hết lại cổ phần cho anh. Anh sẽ để cho cô một con đường sống. Anh đang nói mơ đấy à? Anh Dương, thằng phụ hồ kia, mày nhập vai cũng đủ lâu rồi đấy. Giờ thoát vai được rồi. Chủ tịch, tôi xin lỗi. Tôi đã biết thân phận của anh rồi. Nhưng mà tôi chưa sa thải anh, bởi vì tôi nghĩ anh là người tốt. Tôi muốn cho anh một cơ hội. Tôi mong là anh sẽ không làm tôi thất vọng. Mày suy nghĩ cho kỹ. Cô ta xưa nay máu lạnh vô tình. Mày tin làm gì? Mà cho dù mày tin thì sao? Mày nghĩ chúng mày có thể chạy thoát khỏi đây à? Hai thằng mày. Này, đừng có mà manh động nhá. Không tôi báo công an đấy. Báo công an á? Hôm nay anh cho cô em không còn mồm để báo luôn. Mày muốn chết à? Anh không cần phải dọa đâu. Tôi hèn mãi rồi. Hôm nay tôi phải dũng cảm một lần. Chủ tịch Nhiên là người tốt. Có tôi ở đây, các anh đừng học làm gì cô ấy. Nếu mà nó đã muốn chết thì chúng mày tiến luôn nó cho tao. Chủ tịch ơi, cô chạy đi. Không cần đâu. Giám đốc Hiếu, anh nên cho dừng ngay cái việc ngu ngốc này lại. Xung quanh đây đều có các đồng chí công an đợi sẵn rồi. Anh không sao chứ? Có cần đi khám không? Bây giờ anh định thế nào? Chủ tịch, cho tôi xin lỗi. Tôi đã lừa cô bao lâu nay. Anh nghĩ là tôi không biết gì à? Nếu như tôi vô dụng như vậy thì sao làm được chủ tịch tập đoàn ABA chứ? Chủ tịch, giờ cô muốn xử trí tôi thế nào cũng được. Tôi không oán trách đâu ạ. Xử trí cái gì? Anh cũng vì hoàn cảnh thôi. Với lại phút cuối anh cũng biết quay đầu. Tôi cũng nên cho anh một cơ hội chứ, đúng không? Chủ tịch nói thật ạ? Hôm nay xảy ra nhiều chuyện rồi. Anh đi về nhà nghỉ ngơi đi. Ngày mai nhớ đi làm đúng giờ. Chủ tịch. Không cần phải nói gì đâu. Sau này cố gắng hoàn thành tốt công việc là được rồi. Dạ vâng, nhất định rồi ạ. Cảm ơn chủ tịch.